Chàng ngốc này chỉ vì dám chơi xỏ nhà vua mà bị ông ta đẩy đi bắt phượng hoàng lửa. Nhiệm vụ mà có 10 người đi thì 11 người chết không toàn thây. Kỳ lạ thay, với sự ngốc nghếch của mình anh ta lại có thể bắt được nó, nhưng với sự nhân hậu của mình lại quyết định thả nó ra. Thà mình về chịu tội chết còn hơn ép con vật đáng thương này phải chết thay mình. Chàng trai ấy tên là Ivan, một người nông dân nghèo lương thiện. Tối hôm qua một thứ gì đó đã tàn phá sạch ruộng của họ để lại những vết hằn trên đất. Bố của anh phân công con trai mình tối nay sẽ canh chừng xem cái gì đã phá họ như vậy. Đêm xuống, Ivan ngồi nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ lập đại công và trở thành anh hùng. Sau đó, Sa Hoàng sẽ gọi anh là bằng hữu. Bỗng nhiên từ đâu có tiếng ngựa vang vọng lại và xuất hiện con ngựa to lớn trắng như ma. Anh hoảng sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh để leo lên lấy sợi dây thừng rồi tung về phía con vật kia. Thế nhưng trước mặt anh bây giờ chỉ còn là đêm tối. Những tưởng chú ngựa đã đi mất, anh thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên tiếng hí lại vang lên. Con ngựa chạy đi kéo theo sợi dây thừng rồi cả Ivan ngang qua chỗ các anh trai ngủ chẳng còn biết trời đất là gì. Anh kêu thất thanh trong đêm tối, còn con ngựa phát sáng thì đưa Ivan bay qua những đám mây màu hồng rồi lại để chàng trai tiếp đất trong đau đớn. Anh tưởng rằng con vật đã biến mất nhưng không, nó đang chơi với dưới hồ trông thật tội nghiệp. Thay thế, Ivan liền dùng sức kéo nó lên nhưng không được. Anh quay sang cái bánh xe nước và nảy ra ý tưởng buộc sợi dây vào đó rồi dùng sức kéo con ngựa lên. Con vật an toàn nhìn anh và đột nhiên nước mắt tuôn rơi khiến Ivan lúng túng. Anh bảo nó hãy hứa không được dẫm lên ruộng lúa mì nữa. Con vật đồng ý thỏa thuận và anh tháo sợi dây thừng để nó rời đi. Ngựa thần quay người cùng thân thể phát sáng chạy về đằng xa rồi biến mất trong đêm tối như một vì sao băng. Nhìn lại đống lộn xộn vừa xảy ra, Ivan thắc mẩm ngày mai cha sẽ không tha cho anh đâu. Sáng hôm sau, Nam Chính đang nằm ngủ trong nhà kho thì đột nhiên trước mặt là hai con tuấn mã khiến anh hú hồn chim én. Anh nghe thấy giọng nói nào đó vang lên và sợ hãi cầm cây gậy phòng vệ. Phía sau lưng Ivan là một con lừa nhỏ biết nói. Nó đang nói cái gì đó về sự trả ơn và cảnh báo anh không nên tấn công mình. Ivan không hiểu chuyện gì nên cứ thế dùng cây gậy định đánh con lừa. Kết quả bị phản đòn lại ngất lịm trên nền đất. Đến khi anh tỉnh lại, con lừa mới nói với anh rằng hai con tuấn mã kia là quà trả ơn mà mẹ nó dành cho anh. Bà nghĩ anh cần một người bạn và một người thầy, còn nó thì không phải là món quà đâu nhé. Trong lúc đó, cha của anh nhìn thấy thở dưỡng tanh bành liền nổi cơn điên và la hét mày đâu, thằng con trời đánh thánh đập. Biết có điều chẳng lành nên Ivan gấp rút rách túi đồ trốn. Anh nghĩ mình phải chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Lừa thần liền đề nghị Ivan trèo lên lưng và nó lao thần tốc như một cơn gió. Chạy được một đoạn khá xa, Ivan đột nhiên nảy ra ý định rằng mình sẽ đưa hai con tuấn mã tới chợ và hẳn sẽ kiếm được ít tiền. Để giúp anh thì thần lừa liền dùng miệng huýt sáo gọi hai con tuấn mã. Từ phía xa chúng nghe tiếng gọi mà bỏ chạy khỏi trang trại, làm ba cha con kia không kịp tóm lấy. Ivan cùng ba con thú của mình đi tới kinh thành. Anh cũng muốn học cách huýt sáo ấy nhưng con lừa liền đáp đó là một loại tài năng. Ivan liền nghĩ ngay tới Sa Hoàng, người mà anh rất sùng bái, chắc chắn cũng làm được. Khi tới chợ, tất cả mọi người đều nhìn hai con tuấn mã của Ivan. Họ liên tục chào giá khiến anh vui hết sảy. Trước mặt chính là cung điện nguy nga, nơi ở của Sa Hoàng. Ivan nhìn nó với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Trong cung điện, Sa Hoàng đang làm một chuyện vô cùng trọng đại, đó là đập chết một con ong. Khi thành công, tất cả quan thần đều vỗ tay tấm tắc xu nịnh hắn. Sau đó gã đi ra ngoài và dùng ống nhòm quan sát thần dân của mình. Sự chú ý của hắn đã va phải hai con tuấn mã của Ivan. Đám đông vây quanh anh vì khao khát hai con ngựa quý. Ivan nói họ phải tháo mũ trước chúng thì mới phải lễ chứ. Tất cả liền tháo mũ nhưng không phải với hai con ngựa mà là vì Sa Hoàng đang ở đây. Nhìn thấy idol của mình, Ivan vui tới không nói nên lời. Tên quốc sư nghĩ hai con tuấn mã quý giá như này chắc chắn là do anh trộm từ cung điện. Sa Hoàng mới nói chúng là của hắn và liền dẫn đi. Ivan cứ để lũ ngựa bị dẫn đi mà không hề ngăn cản, rồi bỗng gọi Sa Hoàng lại hỏi ngài làm Sa Hoàng có khó không, và được nhận câu trả lời là không con trai ạ. Thần lừa nhìn Ivan một cách khó hiểu, không biết vì sao anh lại cứ để mặc họ dẫn tuấn mã đi còn chúng thì đang sợ hãi. Ivan hiểu được vấn đề và xin nó giúp anh. Con lừa liền huýt sáo gọi và hai con tuấn mã phụt chạy ra kéo theo xe chở Sa Hoàng, làm hắn ngã úp mặt xuống lô hàng. Thuộc hạ vội tới đỡ dậy rồi chỉnh đốn trang phục đầu tóc. Cú ngã vừa rồi khiến Ivan không nhịn được cười và gã ta cảm thấy như bị chế giễu. Anh liền hỏi hắn về chuyện tiền bán ngựa. Lão Sa Hoàng cố che đậy chỉ là hắn đang chuẩn bị tiền mà thôi. Anh yêu cầu có được hai chiếc mũ bạc và hắn ta đành miễn cưỡng đồng ý. Thần lừa ở bên liền cảm thán anh là đồ ngốc khiến Sa Hoàng chú ý, thấy thế nó liền giả vờ làm mình làm mẩy để hắn không nghi ngờ gì nữa. Rồi Ivan cùng ba con vật được dẫn vào trong cung điện ở. Đêm đó Sa Hoàng đột nhiên gặp ác mộng, hắn nhìn thấy Ivan đang ngạo nghễ nhảy nhót còn hắn thì bị chặt đầu. Sáng hôm sau gã dùng ống nhòm quan sát anh được rất nhiều người yêu quý nên khiến hắn thấy rất khó chịu. Tên quốc sư liền bày mưu rằng ra lệnh cho Ivan đi bắt phượng hoàng lửa. Loài vật trong truyền thuyết này đã thịt rất nhiều lính của vương quốc, nếu anh không hoàn thành mệnh lệnh thì coi như xong. Còn nếu bắt được thì anh sẽ được phong tước vị. Thần lừa ở bên nghẹn ứ và muốn tắc thở chết ngay lập tức. Vậy nếu anh không hoàn thành thì sao? Ivan vẫn vui vẻ đáp thì nhà vua sẽ chặt đầu anh. Nghe thật là một thỏa thuận thú vị. Thần lừa liền cảnh báo xác suất bắt được phượng hoàng lửa gần như bằng không. Những người đi trước đã mất tích hoặc là bỏ mạng. Tuy nhiên Ivan vẫn giữ niềm tin rằng mình sẽ thành công.
con lừa bèn bày cho anh một chiến thuật. Họ tới khu rừng và nhặt những hạt mơ. Đúng như tên gọi, nếu ai ăn phải sẽ chìm trong cơn mơ không biết trời đất là gì. Sau đó Ivan cùng lừa thần tới đảo hoang nơi ở của Phượng Hoàng Lửa. Tại đó có một tấm biển cảnh báo về bãi cát lỏng, ai bước vào chỉ có nước bị chết không nhắm mắt. Ivan ném chỗ hạt mơ vào để dụ dỗ con vật thần thoại rồi chờ đợi một lúc. Dưới mặt đất bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó mờ dần đi và từ dưới phụt lên một con chim lửa to trà bá. Nó cắp từng hạt mơ bỏ vào miệng sập bẫy của họ. Ivan tiếp tục quan sát, con vật bắt đầu lảo đảo mơ mơ màng màng rồi ngã xuống đất. Kế hoạch thành công, anh vội gọi thần lừa dậy nhưng đột nhiên chân con chim thò vào túi hạt mơ của anh. Anh hét toáng lên khiến người và vật đều co giò bỏ chạy. Ở đằng sau, chim thần đang giận dữ đuổi theo họ. Lừa thần cũng nhanh chân lao tới cứu được cho Ivan một mạng. Anh vừa kịp rút gươm ra đã bị nó thổi cho cụt cả vũ khí. Chỉ có nước lôi mấy bi thuốc lào nghệ an cho nó hút thì may ra say ngất đi. Chim lửa giận dữ làm cả khu rừng cháy rụi. Nó thò mỏ xuống cắp hạt mơ. Thấy vậy anh liền ném hạt mơ cho ăn. Vừa say mồi được một lúc thì lăn đùng ra ngất lịm xuống hồ nước. Sáng hôm sau, chim lửa bị Ivan nhốt trong tấm lưới. Anh không biết làm sao để đưa nó trở về cung điện. Nếu không khẩn trương thì nhỡ đâu con chim cháy trở lại và tấn công họ thì toi. Thần lừa liền bảo rằng con chim không thể làm thế nếu nó không có ý chí. Nghe vậy, Ivan liền quay sang phía chim lửa thì thấy nó không còn một chút sức lực nào nữa. Sợ rằng con vật có thể chết, anh vội tháo tấm lưới và bảo nó hãy bay đi. Con phượng hoàng cháy rực trở lại rồi lao lên bầu trời. Ivan bỗng có khả năng huýt sáo, từ đâu một chiếc lông chim rơi xuống trúng ngay chỗ của anh. Lừa thần cảnh báo anh nên bỏ trốn thì hơn, nếu không đem được chim lửa về cung điện thì kết cục sẽ thảm hại cỡ nào. Thế nhưng anh không nghe, vẫn mải mê ngắm chiếc lông phượng hoàng lửa kia. Ắt hẳn với thứ này mọi người sẽ tin mình đã bắt được nó. Khi họ về tới cung điện liền ngay lập tức bị giải ra pháp trường. Anh cố thuyết phục rằng mình đã gặp chim lửa và thả nó ra nhưng chẳng một ai tin. Anh liền giơ chiếc lông ra để làm bằng chứng nhưng giờ đây nó lại không phát sáng nữa. Sa Hoàng nở nụ cười thâm độc rồi ra lệnh chặt đầu anh. Thần lửa bị nhốt phía dưới thấy nguy cấp đành phải cứu chủ bằng vũ lực thôi. Tuy nhiên khi đang chuẩn bị hành động thì Phượng Hoàng lửa đột nhiên từ đâu bay tới lượn trên bầu trời của vương quốc. Thì ra trong lúc nguy cấp nó đã nghe thấy tiếng huýt sáo của anh. Mọi người tung hô người anh hùng mới và yêu cầu Sa Hoàng thả anh ra. Gã bất đắc dĩ phải làm vậy, còn phải phong tước cùng dụng đất cho chàng trai. Tất cả mọi người đều vui mừng, nhưng Sa Hoàng và thuộc hạ của hắn thì cay cú. Hôm đó nam chính cứ huýt sáo là con chim lại cháy sáng như công tắc bật tắt sáng tối, khiến Sa Hoàng càng thêm khó chịu. Trong chính vương quốc của hắn nhưng kẻ khác lại đang điều khiển ngày đêm, tên quốc sư lại nảy ra một kế hoạch, họ sẽ ban bố tin Sa Hoàng muốn kết hôn với trinh nữ hoàng hậu của vương quốc Thiên Đàng, chúng lệnh cho Ivan tới đó rước nàng về để hắn cưới vợ. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi và anh sẽ phải bỏ mạng. Chàng trai rời khỏi vương quốc trong niềm tin của thần dân rằng anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thần lừa thật lo cho anh. Vương quốc ấy được canh giữ bởi ba vị anh hùng và cơ hội anh đánh thắng họ là bằng âm vô cực. Thế nhưng Ivan là một con quỷ ngoan cố, chàng vẫn mặc kệ lời ngựa con nói mà leo tới giữ lạnh giá ấy. Trước mắt họ là tòa lâu đài băng giá thật uy nga, kỳ lạ là không thấy anh hùng nào canh gác. Thần lừa chắc mẩm họ ở đây cả đời lên hẻo cả rồi, cả hai vui vẻ ngang nhiên tiến sâu vào bên trong. Tuy nhiên khi anh vừa tới cửa thì một lớp pháp thuật đã ngăn lại. Lừa thần mới cho biết nơi đây là vùng đất kỳ diệu nên tất cả đều bao phủ bởi ma thuật. Lừa thần liền nghĩ tới việc huýt sáo khiến chiếc lông bỗng xuất hiện vụt qua lớp ma thuật kia làm băng tan chảy, nước chảy ào rồi đóng băng trở lại. Cánh cửa phía trước đã được mở nhưng đột nhiên Ivan không còn thấy bạn của mình đâu nữa. Hóa ra nó đã bị tuyết vón thành cục lăn xuống vách. Khi nó vừa thò được chân và cái đầu ra thì lại tiếp tục lăn xuống, suýt chút nữa thì bị rơi xuống vực thẳm. Còn phía Ivan, giày của anh đã bị đóng chặt trên nền đất nên chỉ còn cách đi chân đất vào trong. Bước vào cung điện nguy nga, thấy rất nhiều người phụ nữ giống hệt nhau ở đó, đang hoang mang không biết ai mới là trinh nữ hoàng hậu thật sự. Từ đâu chiếc lông chim ve vẩy một người khiến cô ấy giận dữ, nàng ta liền ra lệnh nó hãy dừng lại. Đoán biết đó chính là người mình cần tìm kiếm, Ivan liền đi tới gọi nữ hoàng nhưng lại bị cô đè vào người. Đang trong lúc mặn lòng thì nàng hỏi anh chính là hoàng tử tới đánh thức ta sao, chàng mới trả lời không, em chỉ là thằng làm công cho gia hoàng thôi chị gái. Cô buồn rầu nhưng vẫn đồng ý vì nghĩ rằng người đó rất đẹp trai, đúng là mê trai thì đầu thai cũng không hết được mà. Sau đó nàng bảo anh đợi ở đây để vào chuẩn bị nhưng anh lại muốn đi theo giúp đỡ. Nàng tới bên vách núi và Ivan lập tức ngăn lại. Nàng cho biết từ lâu đã không có ý định kết hôn vì tất cả hoàng tử, sa hoàng hay hiệp sĩ đều là những kẻ nhát gan và yếu đuối. Ivan liền đáp có mình đây mà, nhưng mình chỉ là một chàng trai nông dân nhà quê. Thế là nàng lập tức nhảy xuống và Ivan cũng nhảy theo để cứu hoàng hậu. Đang định tóm lấy người đẹp thì kết quả lại càng rơi xuống sâu hơn. Nàng vốn muốn lừa anh vì cô có thể bay được nhờ chiếc váy bồng bềnh như khinh khí cầu. Trông thấy chàng trai ngốc đang rơi, nàng lắc đầu bất lực rồi lao xuống cứu. Hoàng hậu hỏi tại sao anh lại nhảy xuống như vậy, điều đó chẳng khác gì là bỏ mạng. Chàng đáp chỉ làm vậy vì đó là điều duy nhất có thể cứu được cô, nhưng rồi họ nhận ra điều bất thường. Cái chân anh đã cào rách chiếc váy và giờ cả hai đang chuẩn bị đối mặt với cái chết. Mẹ đã dặn nàng không nên dính dáng với mấy gã nông dân như này rồi cơ mà,
chiếc váy dẹp lép khiến cả hai rơi xuống vực ngang qua chỗ thần lửa. Ngay lập tức nó liền mọc ra đôi cánh lao tới cứu hai người. Ivan biết ơn người bạn của mình và nó là con vật tốt nhất thế gian. Chàng ta nhìn hoàng hậu đang ngất lịm trong lòng mình không kìm lòng nổi nên định hôn nàng. Thấy thế người bạn nhỏ liền cảnh tỉnh anh đó là người đẹp của Sa Hoàng. Đụng vào là ẩu đó bạn tôi ơi. Họ nghỉ qua đêm ở một khu rừng và Ivan vẫn không thôi ngắm nghía nàng đang say giấc. Thần lừa liền gọi anh ra một góc nói chuyện. Hoàng hậu liền mở mắt nghe lén. Nó đề nghị họ sẽ trở về mà không mang theo nàng ấy, nhưng Ivan không nghe rồi quay lại. Anh nhìn ngắm nàng trước khi đi vào giấc ngủ, hoàng hậu liền mở mắt mỉm cười ngắm nhìn chàng trai dễ thương. Ivan đưa được trinh nữ hoàng hậu về vương quốc trong tiếng hò reo của bàn dân thiên hạ. Tất cả bọn họ tung anh lên tận trời xanh, gã Sa Hoàng chỉ còn cách phong thêm chức tước cho anh để yên lòng dân. Đêm đó liền bí mật trèo lên tòa tháp người đẹp ở để tìm người. Nàng nhìn thấy Ivan liền rất mừng rỡ nhưng lại giả bộ lạnh lùng. Anh liền mang ra đóa cúc vạn thọ trắng tặng, nhưng đúng lúc đó tiếng binh lính tới. Nàng vội nén trả bó hoa lại rồi đẩy anh xuống dưới. Họ đem quần áo cùng trang sức tới để hoàng hậu chọn lựa, nhưng nàng lại ưng bộ đồ của tên quan đại thần và liền lột đồ của hắn. Hoàng hậu bước vào cung điện trong sự ngạc nhiên của các quan tước và tìm kiếm ai mới là Sa Hoàng, nhưng cô lại bỏ qua hắn để cố tình chọc tức gã. Nàng nói vì trông hắn như một người tạo ra các niềm vui, hay nói cách khác chẳng khác gì thằng hề. Sau đó Sa Hoàng nghiêm túc bàn chuyện kết hôn lại bị trinh nữ hoàng hậu nói phải chuẩn bị váy cưới mới, đặc biệt là nhẫn cưới nhưng phải là chiếc nhẫn của bà nội nàng. Nó đã bị rơi xuống biển thất lạc từ lâu, nếu không có nó nàng sẽ không chịu kết hôn. Đúng lúc đó Ivan đi vào xung phong sẽ đi tìm chiếc nhẫn, có việc gì khó cứ để anh lo, chả biết anh ngu thật hay ngu thật thật nhiều nữa đây cơ chứ. Một kẻ đã ngốc lại dính vào con đĩ tình yêu, thật là combo hủy diệt mà. Bọn họ đi tới vùng biển chết, nơi mỗi ngư dân tới đây đều mất tích không có ngày về, đang chưa biết làm cách nào để tìm ra nhẫn thì bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện hình con cá voi bay lượn rồi mất hút. Thần lừa nghe thấy âm thanh liền biết đó chính là thần gió và cầu xin sự giúp đỡ. Thần gió mới nói về chiếc nhẫn được canh giữ bởi con cá voi khổng lồ rồi chỉ về hướng nơi ở của nó. Hôm sau cả hai cùng nhau bay tới vùng đất ấy. Ivan rơi xuống biển và thấy những sợi dây xích chằng chịt đang giam cầm một thứ gì đó. Anh vừa ngoi lên mặt nước thì người bạn vội bay tới giải cứu khỏi trận sóng lớn. Họ lên được tới bờ và trông ra phía biển, hóa ra chính con cá voi khổng lồ đang bị giam giữ bởi những sợi dây xích. Thần lừa hiểu được tiếng kêu cứu của cá voi, thì ra nó đã nuốt hàng trăm con thuyền và đây là nghiệp báo phải trả. Giọt nước mắt của con cá tuôn rơi đầy đau khổ. Cơn gió lạnh ngang qua khiến Ivan liền hắt xì hơi, nhưng chính điều đó giúp anh nảy ra một ý tưởng. Chàng cùng ngựa bay vào sâu trong lỗ mũi của cá voi, ở trong này chẳng khác gì một giải thiên hà sáng rực cả. Thần lừa dùng đôi cánh của mình cạ vào hai bên thành mũi. Con vật bắt đầu ngứa mũi lao mình lên cao rồi hắt xì khiến những sợi dây xích bung ra. Từ trong miệng nó là hàng trăm con thuyền lao ra ngoài được họ giải cứu thành công. Ivan mừng rỡ khi cá voi đã được giúp. Lúc này người bạn đồng hành mới nói lý do tại sao nó luôn ở bên anh. Chính là vì chỉ có kẻ ngốc như Ivan mới để người khác phụ lòng. Ôi trời, chàng đã không hỏi xin con cá chiếc nhẫn kia. Nghe vậy anh mới chợt nhận ra chuyện đại sự mà lúc này cá voi đã lặn sâu xuống biển. Nhưng thay vào đó một con cua đã mang nhẫn tới cho Ivan theo lệnh của cá voi. Anh nhìn ngắm chiếc nhẫn xinh đẹp rồi đột nhiên lại không mấy vui vẻ. Anh sẽ phải làm gì tiếp theo? Phía kinh thành nàng đang nhìn ngắm bông hoa mà Ivan đã tặng. Chả nhẽ chàng dùng hoa tế sống ta theo lão già đó cả đời sau. Ivan trở về vương quốc nhưng anh lại nảy ra ý định khác. Chàng ta lẻn vào phòng của hoàng hậu ra hiệu cho chim lửa im lặng, rồi dùng lông chim cưa chiếc cửa sổ. Lừa thần đi theo đằng sau ngăn cản anh, chỉ là một chàng trai bình thường không thể ở bên cạnh hoàng hậu, nhưng Ivan vẫn không nghe. Tất cả cảnh tượng này đã bị tên quốc sư nhìn thấy qua ống nhòm. Ivan gặp hoàng hậu và đưa nàng chiếc nhẫn thế, nhưng trong lúc cả hai đang vui vẻ thì tên quốc sư cùng binh lính đã tới đập cửa xông vào. Sa Hoàng bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc, hắn cầm súng chạy ra ngoài xả đạn về phía cửa sổ. Đạn lạc trúng ngay người thần lừa khiến nó rơi xuống, còn Ivan thì bị giam vào ngục với tội danh bắt cóc vợ vua. Anh bị tước chức vị chờ ngày chém đầu. Vậy là chăng chỉ sau một đêm chàng ngốc đã mất tất cả. Đêm trước ngày anh bị xử tử, hoàng hậu nghe tiếng gọi bên ngoài cửa. Trước mắt nàng là một con gà con. Nó cố tình dẫn nàng tới nơi nào đó và đó chính là chỗ ẩn nấp của thần lừa. Hóa ra nó vẫn chưa chết. Nàng kể với nó về kế hoạch của mình, rằng đã nói dối với Sa Hoàng về một công thức trẻ hóa. Vào ngày mai họ sẽ tắm lần lượt ở ba chiếc nồi chết chóc. Thế nhưng tên quốc sư danh ma đã bảo nên để Ivan thử trước, nếu như vậy thì Ivan sẽ chết mất. Chỉ còn cách đi tới địa thế giới để lấy bông bồ công anh về, chỉ thứ đó mới có thể cải tử hoàn sinh giúp người chết sống lại. Lừa con sẽ đi lấy bông hoa và nàng tin nó sẽ làm được với đôi cánh nhanh như gió của mình. Tuy nhiên hiện tại một bên cánh của nó đã trúng đạn nên chỉ còn cách là đi bằng chân. Ngày hôm sau sự kiện quan trọng nhất trong năm diễn ra, toàn bộ thần dân đổ xô tới xem. Ba chiếc nồi được đặt ở quảng trường rồi Ivan được đưa tới. Có người chỉ trích, có người thì bênh vực anh. Sa Hoàng mỉa mai Ivan là kẻ định bắt cóc cô dâu và còn muốn giết vua. Nhưng thần dân muốn nghe anh nói nên hắn phải miễn cưỡng đồng ý. Anh kể về người bạn đã hy sinh vì mình, về tình yêu với người con gái đến tê tái khiến người dân cảm động.
Không để anh nhiều lời, Sa Hoàng liền đẩy Ivan xuống chiếc nồi thứ nhất. Trinh nữ hoàng hậu run sợ ném chiếc nhẫn xuống làm đóng băng nước, khiến Ivan bật lên không trung rồi rơi xuống chiếc nồi thứ hai. Nhờ lông chim lửa mà anh tiếp tục thoát nạn, thế nhưng sang tới nồi thứ ba anh cứ chìm đìm mãi trong đó. Người dân đau lòng quay mặt đi vì nghĩ chắc chắn anh chết rồi. Hoàng hậu cũng kìm lòng không nổi mà khóc nức nở. Lúc này trên trời một bông hoa từ từ rớt xuống, cái nồi bỗng rung lắc dữ dội mang theo Ivan bay cao lên như một vị thần. Thì ra cuối cùng thần lừa đã tìm được bông hoa của sự sống và cái chết, nhưng bông hoa cảnh báo nó có thể sẽ chết nếu mang nó đi. Mặc kệ điều đó thì thần lừa vẫn túm lấy bông hoa mang đi với chút sức lực cuối cùng. Thấy thế, Sa Hoàng không chần chừ mà nhảy xuống chiếc nồi, kết quả là bị giam trong bong bóng nước và bay đi xa mãi. Hai tên thuộc hạ sợ mất mật liền trốn ngay đi. Toàn thể dân chúng đều bầu chọn Ivan làm Sa Hoàng mới. Anh bước lên bên cạnh hoàng hậu và trở thành vị vua được tất cả thần dân coi trọng. Còn thần lừa đang ở đâu rồi? Nó đang nằm yên bình trên nền đất chờ đợi cái chết thanh thản, nhưng con bọ cứ bâu vào mũi khiến nó chết cũng không được yên. Lúc này, Ivan và hoàng hậu đi tới. Anh ôm chầm lấy người bạn đã vào sinh ra tử cùng mình. Hoàng hậu mới tiết lộ bông hoa nói như vậy chỉ để thử lòng nó. Nếu không đủ can đảm để hái hoa thì sẽ chết, còn khi bạn dũng cảm làm điều đó thì bạn sẽ bất tử. Cuối phim, Ivan hạnh phúc bên hoàng hậu và cả người bạn thân lửa của mình. Một cái kết thật có hậu, thông minh là một loại tài năng, nhưng lương thiện lại là sự lựa chọn đúng đắn. Hãy luôn sống với trái tim lương thiện và lòng dũng cảm. Trời xanh sẽ không phụ lòng người đâu. Yêu thương cho đi chính là yêu thương còn mãi tới tận sau này.